hôm nay ngày 16 tháng 8, truyền thông tin mừng cho người nghèo, mời quý vị và các bạn lắng nghe Cuộc đời và phúc tử đạo của Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang trong năm thánh mừng kính 117 thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, sinh năm 1832, tử đạo ngày 6 tháng 12 năm 1861. Các quan có bắt đức cha Hemosila Lim thì cũng chẳng tha cho tôi. Đức cha có được chết vì đạo thì tôi cũng được phúc ấy. Mất đầu còn chân, sợ gì? Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, sinh năm 1832 tại làng Cao Mại, xã Trà Vi, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Thân phụ mất sớm, cậu được thân mẫu dưỡng dục nên con người điềm tĩnh, dũng cảm và đạo hạnh. Năm 1845, cậu Khang vào nhà Chúa và được cha mách thêu năng dòng Đa Minh chăm sóc dạy dỗ trong gần 10 năm. Sau đó cậu nhận áo dòng Đa Minh và được gửi vào chủng viện Kẻ Mốt để lãnh chức linh mục. Ngày 5 tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức ban hành sắc chỉ phân xáp tín hiệu, cấm đạo gắt gao hơn. Chủng viện Kẻ Mốt bị đóng cửa, rồi sau bị tàn phá theo lệnh vua. Đức cha Hemosila Lim lên đường trốn khỏi làng Kẻ Mốt và ẩn trú trong một hang động tại Thọ Ninh. Ý Chúa định cho thầy Khang đi theo giúp đức cha. Thầy Khang xếp đặt mọi việc và bảo vệ cho đức cha khi thầy mới 29 tuổi. Đức cha Hemosila Lim và thầy Khang bị bắt, bị giải về công đường Hải Dương. Ngày 1 tháng 1 năm 1851, đức cha Hemosila Lim bị trảm quyết. Thầy Khang bị giam cầm hơn một tháng với hai lần bị tra tấn khủng khiếp. Thầy bị trận đòn dã man, máu chảy linh láng vì không chịu khai nơi ẩn trốn của các vị đạo trưởng. Lần thứ hai, thầy bị đánh 120 roi nhừ tử. Trong tù, sống chung với giáo dân, thầy tổ chức đọc kinh chung và làm việc thống hối, đền tội để chuẩn bị lãnh nhận phúc tử đạo. Ngày 6 tháng 12 năm 1861, thầy Nguyễn Duy Khang chịu trảm quyết tại pháp trường Năm Mẫu Hải Dương, được chôn ngay tại nơi xử án. Đến năm 1867, thi hài được cải táng đưa về an vị ở nhà nguyện Kẻ Mốt. Thầy Giuse Nguyễn Duy Khang được nâng lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 năm 1906 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.